Rõ ràng ở thời điểm này thì thế giới đang đối mặt với rất nhiều những bệnh dịch phức tạp và cần phải quan tâm. Bên cạnh COVID-19, bên cạnh đậu mùa khỉ thì bây giờ cũng có những chứng bệnh khác, những virus khác mà đang bắt đầu lan trên diện rộng và có ghi nhận những ca tử vong. Và vào ngày 2 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã có một trẻ nhiễm virus Marburg tử vong tại Ghana. Đây là trường hợp tử vong thứ 3 do virus Marburg tại Ghana kể từ khi quốc gia này ghi nhận đợt bùng phát đầu tiên vào thời điểm là tháng trước. Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách ứng phó khẩn cấp thuộc WHO Ibrahima Sosefon cho biết bệnh nhân là một trong hai ca nhiễm mới tại WHO xác nhận vào tuần trước. Cho đến nay, Bộ Y tế Ghana đã xác nhận 3 ca nhiễm virus Marburg và dự kiến sẽ tiến hành xét nghiệm trường hợp nghi nhiễm thứ tư. Trước đó, hai trường hợp đầu tiên tại vùng Ashanti, miền nam Ghana đều có các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, nôn mửa trước khi tử vong tại bệnh viện. Ghana là quốc gia thứ hai tại Tây Phi ghi nhận đợt bùng phát do virus Marburg sau Guinea. Virus Marburg có thể lây lan từ các động vật nhiễm, trong đó có loài dơi, và hiện chưa có vaccine cũng như cách điều trị virus này. Các triệu chứng khi nhiễm Marburg gồm có sốt cao và xuất huyết, tỷ lệ tử vong từ 24 đến 88% trong các đợt bùng phát trước, tùy vào các chủng khác nhau và cách xử lý của từng nước.